chúng chị bà các bạn đang xem kênh Nguyễn Ngọc TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm một món ăn, đó là món thịt mầm đa sắc. Món ăn làm thật là đơn giản, chỉ vài phút thôi là đã có một món ăn ngon đầy dinh dưỡng. Các nguyên liệu mình đã chuẩn bị: 300g thịt ba rọi xay, bắp mình đã cắt lấy hột, ớt sừng, đậu que, cà rốt, hành lá và hành các gia vị xay, muối, đường, bột ngọt, cờ no, nước mắm, tiêu xay. Bây giờ mình sẽ ướp thịt ha. Cho vô một muỗng tiêu, một muỗng bột ngọt, một muỗng cờ no, hai muỗng đường cát, một muỗng lưng muối, mình đông bằng muỗng cà phê nha, nước mắm 3 muỗng, hành tím sẽ cho vô 2 muỗng. Mình trộn cho các gia vị nó tan ra với thịt. Rồi mình để đây khoảng 5 hoặc 10 phút để cho cái gia vị nó thấm vô thịt đó. Khi ăn nó sẽ được đậm đà hơn. Bây giờ mình sẽ cắt đậu que ra thành những hạt lựu. Nếu mình cắt dày thì mình sẽ trụn qua nước sôi cho nó chín ha. Còn bây giờ mình không cần phải trụn thì mình cắt mỏng, hạt lựu mỏng thôi. Đó, như vậy là được rồi. Như vậy mình xào một chút là nó chín, không cần phải trụn. Cắt xong mình sẽ hốt ra một cái dĩa. Ớt sừng mình sẽ cắt khoanh ra. Cái này nó không cay ha, để tạo màu cho đẹp thôi. Ớt cắt xong mình cũng cho ra dĩa luôn. Hành lá mình cũng cắt khúc ra luôn nha. Phần đầu hành lá mình sẽ cắt mỏng ra. Để một lúc mình phi hành tím mình cũng cho cái hành đầu hành lá vô luôn. Cho nó thơm. Rồi mình cũng hút hành ra dĩa luôn. Phần cà rốt mình sẽ bào vỏ, cũng cắt hạt lựu luôn. Cà rốt mình cũng cắt hạt lựu. Cà rốt mình chỉ dùng một ít thôi. Hạt lựu này mình chỉ cắt nhỏ thôi nha. Cà rốt có màu cam rất là đẹp nè. Rồi mình sẽ hốt ra dĩa luôn. Mình sẽ bắt cái chảo lên. Cho một chút dầu vô chảo. Chảo dầu nóng mình cho hành tím vô, mình phi cho thơm. Hành tím bây giờ bắt đầu đã hơi vàng rồi. Mình sẽ cho đầu hành lá vô ha. Hai cái loại hành này giúp cho cái thịt bằm của chúng ta rất là thơm khi xào ha. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô mình xào luôn.
mình sẽ làm cho nó tơi ra. Mình xào thịt băm được một lúc thì sẽ cho cà rốt vô. Cái phần ớt sừng mình sẽ cho vô sau. Kế tiếp mình sẽ cho đậu que vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho bắp vô nè. Lúc này cái chảo của chúng ta nhiều màu sắc, nhìn rất là đẹp luôn. Mình xào chút xíu nữa rồi mình sẽ nếm lại. Các loại củ và hạt mình cắt rất là mỏng, rất là nhỏ cho nên rất là nhanh chín ha. Nếu mà mình xào lâu quá thì các thứ nó sẽ đổi màu, sẽ không đẹp nữa. Thêm một chút nước mắm nữa thôi là vừa với khẩu vị gia đình mình. Thì mỗi gia đình có một cái khẩu vị khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt nè, hành lá nè. Bây giờ trong cái chảo rất là đẹp luôn. Thơm mùi hành lá, hành tím. Thơm quá nè. Rồi mình sẽ tắt bếp và cho ra dĩa. Rất là nhanh, gọn lẹ luôn. Mình sẽ cho ra một cái dĩa. Món ăn bây giờ rất là thơm. Món ăn bây giờ mình rất là thơm, ngon, màu sắc lại đẹp nè. Mình sẽ cho lên một chút tiêu để tạo hương thơm cho món ăn thêm hấp dẫn ha. Các bạn xem màu sắc có đẹp không nè, đủ màu sắc luôn. Món ăn này có vị hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt, rất là ngon. Thơm mùi hành tím, hành lá và tiêu. Món thịt bằm đa sắc bây giờ rất thơm ngon nè. Có thể ăn cùng với bánh đa hoặc là bánh phồng tôm. Để mình xúc ăn thì rất là ngon nha. Có thể ăn cùng với cơm. Món ăn chế biến chia đơn giản, chỉ vài phút là mình có một cái món đầy đủ chất dinh dưỡng. Mình chúc các bạn thành công với món thịt bằm đa sắc nha. Nếu các bạn yêu thích video thì hãy tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ. Mến chào các bạn.